Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ cập nhật vườn mình lại sau 3 tháng cái video lần trước. Đó chính là cái video mà tham quan vườn Phong Garden đó các bạn. Bạn nào xem rồi thì bạn ấy biết thì có thể là biết. Bây giờ mình sẽ quay lại vườn của mình sau 4 tháng sẽ thế nào. Đầu tiên thì ở đây là cây hồ bẫy nha. Đấy, ở ngoài này mình trồng hồ bẫy này. Thì giới thiệu các bạn, đây là hồ bẫy Pupu, Shoshone, Suwana, Alata. Còn đây là giàn nắp ấm. Thì các bạn thể nhìn này đi. Venchata, Gaia, Smilisi, Campochiana, Gra, Mirandan. Cái này là Venchata các bạn. Ấm này. Còn cái kia, cái tên thui kia thì nó đang lên lại các bạn. Đấy các bạn có thể thấy. Đó, cái đấy là Viking Ampurin nha. Hồi đấy là nó cũng khá xịn sò. Nhưng mà rồi mình bị chết đấy. Đó. Tiếp tục là khu vườn trồng những cái cây nó đắt hơn, đắt tiền hơn. Đây, giới thiệu cái cây đắt tiền nhất vườn mình nha. Cephalotus. Này khó trồng nhất vườn mình luôn. Còn đây là bẫy cặp Red Piranha. Đây cũng là Piranha. Phách Dracula. Đây gọng vó Hebra nha các bạn. Này, đang hơi bị bệnh, mình vừa chữa xong là tụt sai. Brami. Có bơ Bitter Primufora. Đấy, vẫn đang gọng vó. Đó, lên hoa các bạn ạ. Còn đây gọng vó Binata nha. Đấy, cũng bị bệnh này là. Còn đây là cái gieo hạt của mình. Giới thiệu với các bạn, đây là hạt gọng vó Idica Green đang nảy mầm các bạn ạ. Tiếp tục đến khu vực dưới. Ở đây mình có cái bàn màu trắng. Đây là cây kim tiền các bạn ạ. Còn đây là cây cỏ hoa sam. Đó. Còn đây là một chậu bonsai. Cái này là cây xịm nước hay cây gì mà không biết, nhưng mà mình mua nó chỉ ghi là bonsai thôi. Ở đây có rất nhiều hạt xương rồng mình đã gieo lên này. Tùm luôn. Đây cây cau cảnh các bạn ạ. Đây cũng là cây hoa sam và có một cây nha đam. Tiếp tục. Ở đây là một cây én xanh. Cây kiểng lá. Én xanh. Nha các bạn. Còn đây là cây hoa cúc màu đỏ, hồi mình có. Còn đây là khu vực chất trồng của mình. Đó. Chất trồng thì mình có sơ dừa ở đây thôi. Đấy cả một chút đẹp pere là thân châu. Còn một tẹo nữa các bạn ạ. Đây mấy cái chậu. Đây còn đây là khu vực gói hàng của mình. Đây cái cây này, băng dính này. Đó. Còn đây còn mấy cái cây thường. Giới thiệu các bạn, đây là cây hoa giấy. Cây kia là cây gì nhỉ? Hương thảo. Còn cây này cây lưỡi hổ. Đó. Tiếp tục là khu vực trồng xương rồng của mình. Ở đây thì cũng có khá ít xương rồng, không có nhiều lắm đâu. Đây, xương rồng này là xương rồng bí xanh, tai thỏ. Cái này là cái gì đấy, mình không nhớ tên. Đây cũng là cái gì đấy các bạn ạ. Trứng chim thì phải. Mình không nhớ lắm. Tiếp tục lên hàng nóc các bạn ạ. Đây mình phải dẫm lên cái giàn này. Ây ạ. Hôm nay hơi nguy hiểm các bạn. Giờ mỗi lần mình lên thăm là hơi bị sợ. Đấy. Đây là nắp ấm hóc này. Húp Horika ấy các bạn ạ. Đây là Miranda này. Đây là Venchata. Ấm nó cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi các bạn. Đây. Cây này là mình thấy nó ở bán ở ngoài đường ý các bạn. À, ở ngoài đường thì cũng khá là hiếm người bán. Mà nó không có ấm mấy. Mình cũng mua về. Bề nó nó lên lắm các bạn. Đây cũng là Venchata. Ây ạ. Tiếp tục lên một hàng nữa. Đấy là hàng lan. Cái này là lan vàng này. Lan gì 10 năm ấy các bạn lại để hoa hoa tím.
Cái cây ở xa kìa là cái cây hoa dài cơ, nó là lan dài ấy ạ, nó có một cái râu rất là đẹp các bạn ạ. Ở đây vừa chết mất cái cây Grantech đấy các bạn ạ. Đây cũng là lan. Đấy, nhìn tổng quan lại khu vườn của mình nhé các bạn. Khu vườn của mình thì đang ở trên tầng 3. Cạnh bên khu huấn luyện bộ đội quốc gia Việt Nam cái gì đấy các bạn ạ. Mình không nhớ lắm. Hồi có mít bay mất là mình cũng sang đấy mình tìm đấy các bạn. Nhưng không có đâu, chắc là mình bịt nó ăn mất rồi. Mình cũng hơi tiếc một chút. Mình không thích tiền nhưng mình chỉ thích tình cảm của nó. Rất là nhiều cây các bạn. Còn đây là cái chậu dâm cành của mình. Đây là cái lá, cái đắt tiền nhất. Đây là cái lá Cephalutus các bạn ạ. Mình dâm thử đấy. Đó, còn đây là cỏ bơ này. Bẫy kẹt này. Bơ rami rồi. Ở đây, cái bơ rami đang thối các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, còn đây là chiếc chồng của mình. Bộ dụng cụ của mình. Kéo này. Thước kẻ này. Kính... kính gì mà không nhớ các bạn ạ. Thẻ tên này. Cái nhíp. Nhíp tỉa lá. Đấy. Ở đây có cây húng chanh này. Cây lộc vừng đấy các bạn ạ. Lộc vừng. Mình xin ở quê mình lên. À, giới thiệu các bạn. Xin giới thiệu hơi nguy hiểm. Đây là cái cây gọi là hôm mình đi Quy Nhơn. Mình có một cái video máy bay đi Quy Nhơn, Bình Định đấy các bạn. Thì mình ở bờ biển, mình thấy nó có cái đấy. Thế là mình nhặt về mình cho lại vườn. Chứ mình không có làm cái hành động sai trái gì đâu nha các bạn. Này cây bơ rami. Giới thiệu lại một vòng cho các bạn. Đó, khu vườn của mình đấy các bạn. Nó cũng khá là nhỏ, không có to lắm đâu. À, quên giới thiệu các bạn. Kia là lá cờ Việt Nam. Đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Bye bye. Nếu bạn thấy hay thì hãy like và share cho người thân. Còn nếu bạn thích kênh mình, hãy đăng ký để ủng hộ mình nhá. Bye bye.